cơ hội để export chuyên nghiệp phát triển với Liên Minh Thoại. Chúng ba mẹ đã động viên em. Hôm nay em ở Hà Nội, em đều về nhà, em cũng nhận được rất là nhiều sự động viên quan tâm của ba mẹ. Thứ hai là sự cảm ơn là ban huấn luyện, huấn luyện viên cũng như là anh Tuấn đã nói chung là giúp đỡ em những lúc mà em bị khủng hoảng tâm lý các kiểu. Và cảm ơn những người đồng đội đã tin tưởng em, đã tạo điều kiện cho em được ra trận. Vâng, thế ạ.